Thì em đang có một chiếc xe GLK 300. Thì hiện tại xe này đang có một cái triệu chứng là không thể nổ máy được. Mọi người thấy em đã vặn cái nấc chìa khóa qua nấc đề mà nó không thể nổ máy. Và nó có thêm một cái triệu chứng nữa đó là sao? Mình chuyển số BRND nhưng mà trên đồng hồ thì sao? Mình không thấy nó hiện vị trí số. Và cái xe này có thêm một cái triệu chứng nữa đó là khi mình để lâu, mình rút cọc bình ra, mình để khoảng 5 phút á, sau khi mình cắm lại á, thì cái xe này nó có thể hiện vị trí số này, và thậm chí á, là mình có thể lâu lâu là mình sao mình chuyển số vẫn được, và thậm chí là mình có thể đề được luôn. Nhưng vấn đề là nó đề được nhưng mà trong khoảng thời gian rất là ngắn, và cho dù đề được chăng nữa thì nó vẫn không nổ máy. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành xem xét cái lỗi trên cái xe GLK 300 này mà mình cùng theo dõi nha. Thì đây là động cơ 272 trên dòng xe GLK 300 này, thì nó sẽ gồm 6 máy, máy V6 này, 1 2 3 4 5 6, và đây là cái hộp động cơ của cái dòng máy 272 này, nó nằm trên cái bộ con rùa này. Thì sau khi mình đã tiến hành đọc lỗi xong á, thì mình thấy là sao? Hầu như lỗi, đây là lỗi của mình sau khi đã xem xét trên máy chống nắng Sentry này, thì nó hầu như nó báo về mất ken của cái động cơ, implausible này. Thì đó là cái lỗi của cái xe này. Thì mọi người cùng theo dõi EcoBoost sửa chữa cái lỗi này nha. Thì trước khi mình đi tiến hành sửa chữa cái lỗi đó thì mình cùng xem xét qua cái sơ đồ giao tiếp của cái mạng của cái xe GLK này. Thì mình thấy là lỗi hiện tại đang báo cái gọi là giao tiếp với cái hộp động cơ N3-10 đang có vấn đề đúng không? Giao tiếp với những cái hộp như là ESP này, hộp số này, thì nó đang có vấn đề với cái hộp N3-10 này. Thì mình cùng tìm hiểu cái giao tiếp của cái hộp N3-10 này. Thì với cái xe GLK mình á, cái hộp N3-10 này nó sẽ có hai ken, một là ken E này như mình thấy trên sơ đồ này, và nó có một cái ken C nữa. Thì ken C đó nó sẽ giao tiếp với những cái hộp như là bơm xăng, hộp số, rồi bộ chuyển số ha. Thì những cái đó là nó sẽ giao tiếp qua cái ken C thông qua cái hộp N3-10 này. Còn cái ken E thì sao, nó sẽ phục vụ cho cái việc mà giao tiếp để mà chẩn đoán. Thì như hình mình thấy này, đây là cái máy tính chẩn đoán và cục chẩn đoán như trong hãng là xài server C6 này. Thì đây là cái jack chẩn đoán của mình nằm dưới cái chỗ chân tài xế. Thì với cái dòng xe GLK này á, thì cái thằng N10-10 này là gateway của cái hệ thống mạng giao tiếp. Thì nó sẽ thông qua thằng Kene này để thằng gì, N10-1 này nó sẽ lấy thông tin từ cái thằng N3-10 này. Rồi sau đó là sao? Từ cái ken D này, N10-1 này nó sẽ gửi về cái giác chẩn đoán của mình. Sau đó là sao? Nó sẽ thông qua cái máy tính chẩn đoán của mình để nó biết được cái việc mà cái hộp N3-10 này nó sẽ như thế nào. Rồi cái đồng hồ nó sẽ hiện lỗi động cơ thôi. Rồi ổ khóa này thì nó là sao? Giờ tình trạng là nguồn cấp nó như thế nào? Thì đó là cái việc mà cái giao tiếp ken trên cái hộp N3-10. Còn sơ đồ mạch điện nó thì sao? Thì như đây, đây là sơ đồ mạch điện của cái jack trên cái hộp động cơ mình sẽ có hai jack, một là jack lớn và jack nhỏ. Thì với jack nhỏ thì nó sẽ là jack F như mình thấy này, đây là F này. Thì mình như như trên trên hình đó, thì mình đã kiểm tra nguồn 15 này, nguồn 30, nguồn 87, thì tất cả nguồn này nó đã ok hết. Mình đo là có nguồn tới hộp động cơ và mát nó cũng có hết, đầy đủ hết luôn. Nhưng ken từ ken E nè, thì mình thấy ken E và ken C đúng không? Thì cái ken E này nó mình lúc mình cấp nguồn qua mình đo thì nó không ra cái gì hết, nó không ra điện áp và cũng không ra xung luôn. Thì mình thấy là cái sao, hộp mình đang có vấn đề ở bên trong rồi ha. Thì đó là cái việc mà mình phải đi kiểm tra nguồn và ken trước khi mà mình tiến hành sửa chữa. Thì sau khi mình đã tiến hành kiểm tra nguồn và ken xong thì mình thấy là vấn đề nằm ở cái hộp rồi. Thì mình mở cái hộp ra thì mình thấy sao, ngay cái chỗ cái mặt trước của cái hộp này thì mình thấy là ngay phía tụ là mình thấy là nó có vấn đề là cái bong cái bao mạch lên và cháy đen cái bao mạch luôn rồi. Thì đây là cái mặt sau này, thì mình thấy cái phần chỗ này phần nguồn này thì nó đã cháy hết rồi. Thì thành ra là sau khi mình cấp nguồn vô
thì nó không có xuất ken là lý do như vậy đó, nó không phần nguồn mà phía trong mình cái hộp rồi. Thì với cái tình trạng của cái hộp này thì mình chỉ có việc là thay thế cái hộp khác thôi, cái chắc không sửa chữa được, nó quá nặng rồi. Thì với cái việc mà thay thế cái hộp động cơ mạc này á, thì mình có khá là nhiều cách. Ví dụ như trên hình đây á, thì mọi người có thể thấy là em đang dùng cái cái tắt để có thể sao chép cái chương trình từ cái hộp cũ sang cái hộp mới. Đó là cách offline. Còn với online thì nếu mà mình có tài khoản thì mình đổ lại chương trình, thì này cách này thì anh em ở ngoài gara thì nó sẽ không có sử dụng nhiều, hầu như sử dụng gà tắt này. Và thêm một cách nữa em muốn giới thiệu mọi người, đó là dùng cái phần mềm BDMO hoặc là Monaco. Hai cái phần mềm đó có thể hỗ trợ cái việc mà thay thế những cái hộp ESU này với những dòng ESU cũ NAT 3 trở về trước, thì mình có thể dùng cái BDMO và Monaco này có thể giải quyết được cái vấn đề là thay thế một cái controller nào. Thì đó là hai cái cách mà có thể là thông dụng để có thể phục vụ cái việc mà thay thế những cái control unit ha. Thì sau khi em đã thay thế một control unit mới á, thì bây giờ mình cùng thử lại coi những cái chức năng trên xe nó có còn ok không. Thì bây giờ em đã chuyển số nè, mọi người thấy nè, đã chuyển số ok rồi, nó bị đi số đã nhận rồi. Và bây giờ em sẽ thử nổ máy nè. Xe hiện tại là nổ máy bình thường và không còn có lỗi gì trên động cơ hết. Thì cái ban thì cái lỗi này á, nó sẽ liên quan đến cái họ lỗi trong cái họ động cơ, dẫn đến cái việc mà không có kết nối được, mất lỗi giao tiếp. Rồi, xin chào mọi người.